Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 và kênh của anh Huy Lê Official nha cả nhà. Chiều hôm nay thì em có mặt tại nhà của anh Huy để gặp anh Huy chia sẻ một thông tin cực kỳ là vui. Xin mời quý cô chú anh chị và các bạn mình theo dõi hết cái video của hai anh em nha cả nhà. Dạ, em chào anh Huy. Chào Huy, xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả đang xem kênh Tài 66 Vlog và kênh Huy Lê Official. Dạ anh Huy ơi, hôm nay thì buổi chiều hôm nay thì nghe nói là có một thông tin rất là vui đúng không anh Huy? Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước khi có một thông tin vui á thì anh cho em hỏi một câu và cũng như là anh chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình cũng coi như là giúp em một câu anh Huy, là em quay hình của anh Huy á, em có bị nói chuyện là cũng như bị lố hay là bị cô chú anh chị mình la là em vô duyên đó, thì theo anh chia sẻ giúp em với anh ạ. Thật sự là Tài quay với Du Huy, thật sự là hai anh em tương tác với nhau chỉ là vui thôi chứ không có vấn đề gì. Mà em đang hỏi là hỏi vấn đề gì anh chưa hiểu luôn. Sáng nay á, thì có quay một cái clip á, là anh ngồi ăn ở hủ tiếu Bùm Bùm. Thì có mấy cái câu mà em hỏi như là anh tới, anh ăn sáng chưa mà anh tới đây, ví dụ vậy. Đó, một cái câu nữa với lại cái trường hợp là anh ngồi ăn đó mà em quay, là anh vừa ăn mà em vừa quay đó, thì cô chú anh chị nói em là vô duyên và cũng như là không để anh ăn mà cứ hỏi hoài. Đó thì anh có thể chia sẻ đến cô chú anh chị mình giúp em không ạ? Thật sự là cái vấn đề là Tài quay Huy, có nghĩa là Huy cũng muốn là hút băng những cái món ăn của bên hủ tiếu Bùm Bùm nên là anh Huy đã đồng ý để Tài quay Huy, chứ vấn đề không có gì hết, chỉ là anh em vui vẻ tương tác với nhau để cho ra một cái clip vừa có tính nhân văn và vừa có sự vui vẻ trong đó. Dạ đúng rồi, khi anh Huy á, thì đến ăn hủ tiếu của chị Bùm Bùm á, thì em muốn quay anh Huy ăn là cũng như là review cái món ăn của chị hủ tiếu chị Bùm Bùm nó như thế nào, ngon ra sao, thì vừa ăn thì phải vừa quay, chứ đợi anh ăn xong thì anh phải chạy về quán nữa, đâu có thời gian để chứ anh chia sẻ đâu. Thì cũng mong là cô chú anh chị mình thông cảm. Và những cái video mà em quay anh Huy á, mà em muốn hỏi cũng như là thì anh Huy á cả nhà, để cho có một cái gì đó nó vui vẻ và cũng như là cho cô chú anh chị mình giải trí thôi, chứ không phải là em bị vô duyên hay là em hỏi nhiều được cô chú anh chị. Thật sự nếu cô chú anh chị mà không thích em hỏi nhiều thì cái video nó làm cảm giác nó bị lạc lõng, nó không có hay nữa, đúng không anh Huy? Nói chung là Huy cũng chia sẻ luôn là đây là sự tương tác giữa hai anh em là vui thôi chứ không có vấn đề gì hết. Cũng rất mong là quý vị khán giả đã thương Huy thì thương luôn Tài, Tài thật sự là muốn nói có gì ở tương tác trong câu chuyện nó vừa vui vừa tự nhiên tất cả mọi thứ. Nên quý vị khán giả mà coi những cái clip mà Tài đang quay Huy ăn hay cái gì đó phỏng vấn nhiều quá thì thật sự là nó đó không biết sao hết. Quý vị khán giả đã thương Huy thì hãy thông cảm cho Tài, và Huy cũng muốn như vậy. Tại thật sự là Huy không phải là người mà lên trên truyền thông để nói nhiều về mọi thứ, thì phải có Tài hỗ trợ Huy, có nghĩa là cần có những cái rồi tương tác qua lại thì Huy mới có được clip để đưa đến cho tất cả quý vị khán giả xem. Đó, cô chú anh chị theo anh Huy cũng nói giúp em để cả nhà, cô chú anh chị đừng like em nữa nha, đừng có rầy em nữa nha. Nếu mà cả nhà mình cứ comment đi, nếu mà cô chú anh chị không thích em quay anh Huy ăn thì em có thể không quay anh Huy ăn nữa, và không thích em hỏi nhiều thì mai mốt để cho anh Huy nói thôi, em khỏi hỏi. Chết luôn. Nhiều khi mày không hỏi anh Huy cũng không có gì, không biết đường nói, phải có người hỏi cười nói. Đúng rồi, có nghĩa là phải người tương tác qua lại thì cái clip mình sẽ hay hơn, clip mình sẽ gọi là cuốn hút hơn. Dạ. Cho khán giả coi. Dạ. Còn nhiều khi giống như anh Huy đang nói, cái em lỡ cái em xen vô, cái mọi người chửi ôi lâm la em thôi, không có chửi cô chú anh chị, la em nói em ăn cơm hớp, trời ơi khổ quá cô chú anh chị ơi. Em thật sự mình nói cô chú anh chị nha, em là một người thật sự giữ khẽ nè, và cũng như là rất là lễ phép luôn á. Trên cái video thì nói như vậy chứ ngoài là anh Huy một của anh Huy, hai của anh Huy. Rồi quay lại chủ đề chính đi, cái đó thì anh Huy đã giúp em chia sẻ rồi. Chủ đề chính là anh Huy muốn chia sẻ đến cô chú anh chị mình đó, là cái về vấn đề vé ngày 9 tháng 9 như thế nào anh Huy? Thật sự là Huy muốn chia sẻ tất cả quý khán giả biết đó, là cái đêm tri ân ngày 9 tháng 9 của Huy hiện giờ đã hết vé. Wow. Hết vé theo kế hoạch của anh em đưa ra là khoảng 200 vé, và hiện giờ đã hết vé rồi. Hiện giờ là hết vé, nhưng mà quý vị khán giả mà vẫn đến quán của Huy được, nhưng mà mình ở phía ngoài vẫn còn chỗ ngồi cho khán giả. Dạ. Có nghĩa là những khán giả đã có vé thì đã được sắp xếp chỗ ngồi ở phía trong, giống như là Huy đã chia sẻ là trong khu vườn Đà Lạt và khu nhà cổ. Còn khu vườn nhiệt đới và một phòng lạnh ở ngoài là Huy để cho khách vãng lai ngồi, hoặc là những người khách nào mà lỡ đến mà không còn vé, mà chưa có vé thì vẫn đến đó vẫn ngồi được, và do đó vẫn ngồi, vẫn coi và vẫn nghe được. Dạ. Nhưng nó sẽ không rõ, không có gần bằng những khách mà ngồi ở phía trong. Dạ. Có vé đó thì cũng rất mong là quý vị khán giả cũng thông cảm dùm, tại vì
có số lượng vé quá ít, mà sự yêu thương của tất cả quý vị dành cho Huy cũng như là ekip và tất cả các anh chị em nghệ sĩ tham gia trong cái đêm tri ân đó rất là nhiều. Dạ. Nên là khi mà vừa đăng lên một cái thì mọi người đã muốn ủng hộ rất là nhiều. Có ngay cả ở miền Tây lên cũng 15 người đã chuyển khoản trước. Dạ. Rồi ở Hồ Nai. Wow. Hồ Nai lên cũng 7 người và dạ, chuyển khoản trước là từ 5 giờ dưới đó tới lên đây được gần 7 giờ. Rồi ở Củ Chi là 10 khách. Dạ. Thật sự là rất là nhiều tỉnh thành đặt vé lên sớm. Ở Biên Hòa cũng có, Biên Hòa 3-4 người, có những cô chú lớn tuổi cho mình. Dạ. À, cô chú đặt vé trước để tới ngày đó cô chú lên, cô chú lên sớm khoảng 6 giờ cô chú sẽ có mặt ngồi chơi rồi ăn uống rồi xong rồi tới 7 giờ để xem cái đêm tri ân đó. Dạ. Nói chung là sự yêu thương của khán giả quá nhiều đối với team. Nên là khi mà cái số lượng vé mà bên ban tổ chức Huy mà đưa ra đó là thật sự là cũng đắn đo lắm. Tại mình biết là số lượng nó quá ít. Dạ. Số lượng vé nó quá ít nhưng mà hiện giờ cái quán Huy thì sức chứa nó chỉ là như đó thôi. Dạ. Thật sự sức chứa của quán Huy là khoảng tầm 350-400 lượng. Dạ. Nhưng mà làm hết full theo cái số ghế á, thì có nhiều góc là quý vị khán giả ngồi xem không được. Dạ. Huy không dám bán. Dạ. Đó nên là Huy chỉ làm có 200 ghế là Huy làm tầm khu nhà cổ và khu Đà Lạt thôi. Dạ. Tất cả quý vị khán giả ngồi có thể coi được, nhưng mà có một số góc nó hơi bị khuất là giống cái cột của cái nhà gỗ, nhưng dạ, cũng không đến nỗi nào mà để mà không thấy được. Dạ. Đó, còn phần ở ngoài vườn nhiệt đới và cái phòng lạnh vườn nhiệt đới thì Huy vẫn để bán cho khách vẫn làm. Dạ. Và ngay cả những người khán giả yêu thương mà có đến mà chưa vé vẫn ngồi ở ngoài khu vực đó được, có dạ, khu vực đó vẫn coi được chứ không coi được. Dạ. Nhưng nó hơi xa sân khấu nên Huy không muốn làm. Dạ. Là thứ nhất, là thứ hai nữa là hiện giờ là mình đã hết vé thì rất mong là các cô chú anh chị đã yêu thương giúp Huy là đến sớm giùm Huy một chút. Dạ. Thí dụ chương trình mình 7 giờ thì các cô chú anh chị có thể đến 6 giờ hoặc là 6 giờ rưỡi hoặc là 5 giờ rưỡi. Đến đó thì mình vẫn có phục vụ, có chỗ ngồi cho mình đàng hoàng, mình vẫn có phiếu, vẫn có các bạn phục vụ nước cho mình đàng hoàng. Dạ. Đó thì ví dụ cái quyền lên sớm, không có lên sớm mình đi chụp hình check in trong quán. Dạ. Thì nói chung là Huy khuyên là cố gắng giúp giùm ban tổ chức là lên sớm để chi, để ổn định chỗ ngồi thứ nhất, thứ hai nữa để cho các bạn phục vụ order nước cho mình. Dạ. Thứ ba nữa là cho chương trình diễn ra đúng theo cái giờ của ban tổ chức dự định. Dạ. Tại vì á mình làm chương trình ở quán á thì phải trước 10 giờ là phải xuống nhạc hết. Dạ. Tại vì mình còn bà con lối sớm nên mình không thể nào làm phiền người ta được. Dạ. Nên Huy mới làm chương trình là từ 7 giờ đến 9 giờ thôi. Dạ. Đó thì cũng rất mong là sự hợp tác của các cô chú anh chị và những người khán giả đã yêu thương team của Trung Huy, thì đã thức yêu thương rồi thì yêu thương cho tính cùng là bằng cách là cố gắng đi sớm giùm Huy chút. Dạ. Để gì Huy ổn định chỗ ngồi cho tất cả những người khán giả yêu thương đến với mình trong đêm tri ân đó có chỗ ngồi tốt nhất và an toàn nhất, nghĩa là khi mình vô chương trình mình thì tất cả mọi thứ phải ổn định. Dạ. Đó. Như vậy là cái chương trình là 7 giờ. 7 giờ là bắt đầu. Nếu theo em nghĩ nếu mà đúng 7 giờ bắt đầu thì mấy anh chị em nghệ sĩ cùng với là chị Hồng Loan sẽ đến sớm hơn gì? Dạ, 6 giờ là mọi người đã tới rồi. Dạ. Tới để mọi người có thể đứng chụp hình. Dạ. Để đi giao lưu tất cả khán giả, đứng chụp hình với khán giả. Dạ. Đó thì là cái kế hoạch chương trình vậy, thì cũng rất mong là những người khán giả đã yêu thương team Tụi Huy tới thời điểm này rồi thì cố gắng. Dạ. Hỗ trợ cho ban tổ chức để cho mình có một cái đêm tri ân diễn ra thành công tốt đẹp nhất. Dạ. À, thêm một phần nữa Huy muốn chia sẻ là cái chỗ ngồi ở quán cà phê á thì nó cũng khó ngồi hơn ở chỗ là ở sân khấu. Dạ. Hoặc là phòng trà có nghe khó mà phải có ngồi, là bên Huy là ghế thấp có và ghế cao có tại mình. Dạ. Cà phê mà, và đặc biệt á, là nước mà tất cả quý vị khán giả mà order á là các bạn phục vụ sẽ là làm cho mình bằng một cái ly giấy, cái ly mà thường là quán ăn để là xách đem về. Dạ. Thì cái ly đó có thể là quý vị cầm để đó luôn, tại vì nếu mà để ly sành chật quá đi qua đi lại sẽ dướng đổ. Dạ. Nên Huy làm bằng một cái ly mà hay trong quán anh gọi ly giấy mà để anh order nước cho khách đem về nhà đó, đem. Dạ. Về. Dạ. Thì Huy sẽ làm thành một cái ly đó cho tất cả những khán giả mà đến với cái đêm diễn đó. Dạ. Còn những khán giả nào mà muốn ăn uống thì vẫn order ăn uống vẫn bình thường được hết. Yeah. Không có vấn đề gì, tại vì mình sợ nhất là những cái mà ly sành á. Yeah. Hiện giờ quán Huy bán là bán ly sành, rồi những cái ly mà khách quay đem về á. Yeah. Thì những cái đó chỉ là trừ khi nào bước cái dĩ hoặc là mua về hay là. Yeah. Khách đang uống muốn cần đem về thì mình sạn đi đó,
Nhưng mà trong chương trình này Quy sẽ sử dụng ly đó để thứ nhất là nhanh và gọn nhất để đem nước ra phục vụ cho quý vị khán giả. Thứ hai là không, sẽ không bị đổ ngã bằng giống những ly sành. Đó, tại vì quán thì cũng hơi nhỏ mà số lượng khán giả yêu thương thì quá nhiều. Hiện giờ là đang phòng hờ là tới gần 300 chỗ. Hiện giờ là bên ekip là phòng hờ dự để phòng hờ thêm gần 100 chỗ. Vậy là được yêu thương nhiều lắm anh. Dạ đúng rồi. Đó thì bởi vậy ban tổ chức cũng muốn là chia sẻ những cái khó khăn của ban tổ chức đến cho những người khán giả đã yêu thương team, để những quý vị khán giả biết cái ngày đó là đến cái quán là thứ nhất là đến vì cái team. Đến để được giao lưu gặp gỡ những người mà quý vị khán giả yêu thương. Thì cũng rất mong là quý vị khán giả đã yêu thương rồi thì đồng hành cùng với ban tổ chức để chương trình tri ân mình diễn ra một cách thành công tốt đẹp nhất. Thì anh ơi, cái chương trình đó thì hôm trước anh nói là anh Huy Sang cùng với chị Hồng Loan cũng có những món quà. Thì tới thời điểm bây giờ thì nó có thay đổi gì không hay là vẫn giữ nguyên anh? Tới thời điểm này thật sự là không có gì thay đổi. Thì mình sẽ có là 200 phần bánh trung thu của bé Hồng Lan sẽ tặng cho tất cả những người khán giả yêu thương. Anh Huy Sang sẽ có 10 phần quà rút thăm trúng thưởng, mỗi phần quà tương đương 1 triệu đồng. Nhưng mình sẽ không quy ra tiền, mà 1 triệu đó là bằng là anh Huy Sang sẽ tặng 10 phần trang sức để tặng đến tất cả quý khán giả trong đêm tri ân đó, là người bốc thăm ngẫu nhiên để trúng thưởng. Như vậy thì cô chú anh chị mình tranh thủ đến sớm nha cả nhà. Thứ nhất là để ổn định chỗ ngồi, chúng ta có thể chọn một cái chỗ ngồi đẹp. Thứ hai là chúng ta có thể gặp gỡ giao lưu cùng với lại chị Hồng Loan cùng với tất cả cô chú anh chị em nghệ sĩ cho có trong đêm đó. Vì chương trình là 7 giờ sẽ bắt đầu là gọi là mở màn. 7 giờ mở màn thì ca sĩ bắt buộc phải đến sớm. Thì cô chú anh chị mình có thời gian đó để giao lưu, chụp hình và cũng như tâm sự trò chuyện gì đó. Vào chương trình thì chúng ta có thể trò chuyện tâm sự hát hò rồi trong khoảng thời gian đó chúng ta bốc thăm luôn, bốc thăm trúng thưởng luôn. Bốc thăm trúng thưởng mình phải để khách ổn định hết. Tầm giữa chương trình anh mới bốc thăm trúng thưởng. Nửa chương trình hả? Đúng rồi, còn những phần quà thì anh sẽ có cách sắp xếp để đem những phần quà để tặng cho quý vị khán giả trong đêm trung thu đó một cách nhanh nhất. Như vậy thì đối với 200 phần bánh trung thu của chị Hồng Loan thì coi như là ai cũng có quà. Theo cái dự định của ban tổ chức á, Lan á là định tặng là tặng cho tất cả các bé trong đêm trung thu. Nhưng mà thật sự bây giờ á, mỗi bé mình chỉ có được một người thôi. Một ghế. Nhưng mà những bé nó quá lớn thì buộc là quý vị khán giả phải mua dùng nguyên thêm một bé nữa, tất cả thành một chỗ ngồi rồi. Ở đây ở quán cà phê chứ không phải là sân khấu. Ví dụ bé 2-3 tuổi thì có thể ngồi chung, 3-4 tuổi thì ngồi chung, nếu mà lớn quá giúp quý vị phải mua thêm một bé. Thì bây giờ anh đã bày với Lan, có nghĩa là với Lan đã đem tặng chương trình 200 bánh rồi. Thì buộc là bữa đó có mấy bé thì tặng mấy bé, không có thì mình sẽ tặng hết với những người khán giả. Nhưng mà em lo lắng một điều anh, tại vì vé nó vượt qua 200 đúng không anh? Vé nó vượt qua 200, như vậy thì người có người không thì mình sẽ xử lý cái tình huống này như thế nào anh Huy, để cho cô chú chị yên tâm. Thật sự là 200 á, là 200 thì Huy vẫn làm 200 cái phiếu để bốc thăm trúng thưởng thôi. Ai có vé đó hả? Đúng rồi. Còn có phần mà vượt cái 200 á là vẫn ngồi ở khu vực ở ngoài, nhưng mà Huy tính tiền là tính tiền theo giá nước của quán chứ không phụ thu, không tính gì thêm hết. Anh nói rõ chỗ này cho em hiểu là cho cô chú anh chị hiểu luôn, là có nghĩa là 200 phần, có nghĩa là 200 vé, anh phát hành ra 200 vé. Thì 200 cái phí đặt chỗ đó là sẽ có bánh trung thu tặng nè. Và sẽ được chương trình rút thăm trúng thưởng. Là một vé tương đương với 200.000. Là vé đã bao gồm một phần nước rồi nè. Đã bao gồm cái phần bánh của Hồng Lan tặng rồi nè. Bao gồm luôn cái phần rút thăm trúng thưởng của anh Huy Sang tài trợ. Rồi còn mà những khán giả mình đã đến rồi mà không được ngồi trong khu vực mà của ban tổ chức đã sắp xếp á, thì có thể ngồi ngoài khu vườn nhiệt đới hoặc phòng lạnh. Thì vẫn ngồi nghe nhạc bình thường hết tất cả mọi thứ. Nhưng tiền sẽ tính theo cái tiền giá của quán chứ không có tính giá vé. Không tính giá vé. Là dù quán dùng ly nước 30.000 thì vẫn 30.000. Dù ly nước 50.000 thì vẫn 50.000. Đó, nói để chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả hiểu được vấn đề đó. Thì vẫn đến, vẫn có thể mình ngồi mình coi vẫn được. Ví dụ lát nữa xong mình vẫn giao lưu vẫn được,
có điều ngồi hơi xa thôi, bởi Quy sẽ không bán, không có tính vé bằng đó. Chỉ là quý khách vô uống nước và quán bên nước bao nhiêu, trong menu nước bao nhiêu thì cứ trả theo đó thôi. Dạ, như vậy thì những cô chú anh chị mà mua vé với giá 200.000 đó thì sẽ được quà bánh trung thu. Đúng và rồi. Cũng như là được bốc thăm. Đúng. Còn những cô chú anh chị mình không có vé đó thì ngồi ở phía ngoài khu vườn nhiệt đới. Đúng rồi. Với lại phòng lạnh thì sẽ không có tham gia chương trình đó. Không, chỉ có không tham gia chương trình đúng trúng thưởng thôi. Dạ. Hoặc là thí dụ mà trường hợp những khách đó có những em bé thì vẫn lấy phần bánh trung thu tặng cho em bé được, thì mình mình sẽ nói vận những người cô chú lớn tuổi là nhiều cho mấy đứa bé đó, không sao đó. Vấn đề là trong ban tổ chức sẽ xây chuyển được vấn đề đó, không sao hết. Ví dụ trường hợp như ngay cả nếu mà em bé mà đến với quán mà nó đông quá, mặc dù không phải là đi vô xem ca nhạc, tại nhiều khi mình lên những kênh truyền thông vậy đó, thì mình nói thì đêm đó có nhiều em bé có thể đến quán. Nhiều em bé có những hoàn cảnh khó khăn cơ nhở rồi. Em hiểu không? Có nghĩa là được thể đến quán thì anh vẫn lấy những phần bánh đó anh biếu luôn. Anh sẽ chia sẻ với khán giả mình là những phần bánh này không phải là không có, nhưng mà có rất là nhiều bé bên ngoài có hoàn cảnh khó khăn. Khi nghe vậy họ đến thì anh có thể anh lấy bánh đó anh biếu, anh sẽ nói chuyện với khán giả được. Tại cái bánh đó lúc đầu dự định mình là tặng cho các bé thôi. Và trừ khi nào mà các bé xong rồi thì mới tặng cho khán giả. Đó thì cũng mong là quý vị khán giả cũng thông cảm nhận là vấn đề này. Ví dụ mình cũng ưu tiên cho các bé nhiều hơn. Có nhiều khi các bé có hoàn cảnh khó khăn thì khi mình nghe chương trình của mình thì có thể là các bé sẽ đến. Đó thì bắt đầu mình xử lý cái bánh đó thì để mình chia sẻ cho các bé. Còn trường hợp để ban tổ chức còn tính thêm đôi khi còn nhiều phần quà hấp dẫn hơn nữa trong đêm nhạc nữa, bây giờ nói chung là chưa biết được vấn đề gì hết. Thì bởi tại sao Huy cũng nói mọi người là cố gắng, những người đã yêu thương phải mua vé sớm nhất, tại đêm đó rất là nhiều cái bất ngờ cho quý vị khán giả. Và rất nhiều cung bậc cảm xúc. Chứ không phải riêng mà quà tặng không. Đó. Tại vì em phải hỏi kỹ để anh chia sẻ để cô chú anh chị mình có một cái sự thông cảm. Chứ mà mình nói không rõ ràng tới lúc nó lại có những cái suy nghĩ theo một, tại vì một chuyện nó suy nghĩ theo nhiều cái hướng khác nhau. Thì nó lại khó khăn cho bên ban tổ chức của anh Huy. Nên mình hỏi kỹ, nhiều khi những cái câu mà nó ngớ ngẩn thôi nhưng mà nó lại có lại nó làm ảnh hưởng tới cái chương trình. Thì hôm nay Huy muốn làm cái clip này là cũng vì lý do đó. Là thứ nhất là vé mình hiện giờ 200 vé cũng đã hết rồi. Thật sự là hết thiệt. Và bây giờ kể từ bây giờ là không nhận vé nữa anh. Có nghĩa là anh không nhận vé nữa, nhưng những khán giả là đã yêu thương mà hiện giờ chưa có vé vẫn đến quán được, không sao hết. Có chỗ ngồi. Có khu vực ngồi riêng, nhưng ngoài. Mà trên khu vực đó là chỉ theo tính theo giá nước của menu của quán. Mà những người ngồi khu vực ngoài đó, thí dụ mình có con em bé gì, bên ban tổ chức vẫn có những phần quà tặng cho những em bé nằm ngoài khu vực đó. Đó, có nghĩa là chương trình trung thu chủ yếu mình tặng cho các bé nhiều dành cho bé thôi. Đúng rồi. Đem trung thu đến cho các bé. Đúng. Và còn trường hợp nhưng mà những em bé nào có hoàn cảnh khó khăn mà biết được ngay đêm diễn mình có chương trình tặng bánh trung thu á, thì cũng có thể đến quán luôn. Nhiều khi mình xử lý 200 phần bánh đó cho tất cả các bé hết luôn. Cũng được. Dạ đúng rồi. Cái đó là cái tiêu chí của ban tổ chức lúc đầu đưa ra này, chủ yếu là tặng cho các bé. Nếu mà trường hợp mà các bé thường thường quán mình thì trên coi nè có ít em bé đi lắm. Đó thì trường hợp không có thì mình bắt đầu mình sẽ biếu lại cho những khán giả yêu thương của mình. Đó thì cũng mong rất mong là quý vị khán giả cũng thông cảm. Và cái vị trí ngồi cũng vậy, ngồi ghế bên quán Huy là ghế thấp nha. Chỉ có một số khu vực ở bên ngoài là ngồi ghế cao, phải xa quá phải ngồi ghế cao thì em mới thấy được phương trong. Đó thì cũng chia sẻ thật với cho mọi người, ví dụ bạn ngồi mà có hơi khuất quá chút xíu hay cái dướng quá chút xíu cũng mọi người cũng thông cảm để bỏ qua cho ban tổ chức, để cho chương trình mình diễn ra một cách thành công tốt đẹp. Cái vấn đề này anh Huy nói đi nói lại rất là nhiều lần nha cô chú anh chị. Là rất là sợ vấn đề đó, nói để cho khán giả hiểu và thông cảm cho ban tổ chức. Chứ đừng có để mà không, mình không lên truyền thông mình nói tới đùng vô cái bị khuất hay bị đó là khán giả sẽ khó chịu. Tại sao Huy không nói sớm như vậy vậy? Đó, cái đó cũng là một cái vấn đề mà đang giải mà ban tổ chức cũng đang đắn đo, xin để lo lắng. Như vậy thì chốt lại trong cái video này á, thì anh Huy sẽ chia sẻ thứ nhất là vé đã hết. Nhưng cô chú anh chị mình có thể đến là ngồi, nếu mà đến thì ngồi phía bên ngoài tính giá giá nước. Cô chú anh chị cũng giống như là tới uống nước mà xem được xem ca nhạc vậy đó. Thứ hai là cô chú anh chị mình ngồi ghế thì có khuất quá thì cũng thông cảm. Tại vì nó là quán cà phê, có nhiều cái cây xanh để che khuất cũng như là những cái cây cột nó to đó cô chú anh chị cho che khuất. Thứ hai nữa là bánh trung thu thì ưu tiên cho các bé.
đem Trung thu đến cho các bé có một mùa Trung thu thật là vui vẻ ấm áp. Đó, còn thứ ba nữa thì vé đã hết rồi, đúng không anh? Vé đã hết và cũng như là chỗ giữ xe thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm thoải mái, xe hơi đậu được hả anh? Đúng rồi. Có chỗ đậu xe hơi. Có đầy đủ hết, có bãi đậu xe hơi, xe Honda tất cả là miễn phí hết. Dạ. Không có tốn thêm một bất cứ một cái phí gì về bãi giữ xe. Dạ. Rồi quý cũng chia sẻ luôn, nếu trường hợp bánh Trung thu, dạ, có một số khán giả sẽ không nhận. Dạ. Thì sau chương trình Quy và tất cả anh em trong quán sẽ cầm những bánh Trung thu đó đi dọc đường chia sẻ hết cho những bé có hoàn cảnh khó khăn ở ngoài. Wow. Nếu trường hợp các cô chú không nhận, dạ, mình phải sử dụng, mình phải làm cách đó để mình chia sẻ cái niềm vui, dạ, cái niềm vui cho các bé, cho cả các bé ở hoàn cảnh khó khăn mà ở những cái đoạn đường đó. Dạ. Đó thì bên quán Quy sẽ nhờ các bạn nhân viên hỗ trợ với mình sẽ tự đi và mình sẽ quay clip lại cho tất cả quý khán giả thấy à, là những cái bánh mà quý vị khán giả muốn để lại, dạ, để cho ban tổ chức có thể là đi trao tặng cho những em bé có hoàn cảnh khó khăn ở ngoài lập lề đường đó. Dạ. Thì đó Quy sẽ làm một cái clip, nếu mà còn nhiều thì Quy, dạ, sẽ làm cái clip đó, Quy sẽ đi trao bánh cho từng bé. Dạ. Nhiều khi mình sẽ bổ sung thêm một thứ gì đó vô nữa để, dạ, trao đến cho tất cả các bé có hoàn cảnh khó khăn trong Tết Trung thu này. Dạ, và nó là quá là tuyệt vời luôn, anh Huy chung suy nghĩ rất là chu đáo. Tại mình chị sợ rồi, vô có nhiều các cô chú nói thôi con giữ lại đi. Dạ. Mình cũng phải chia sẻ cô chú biết, nhiều khi có nhiều cô chú nói cô chú không ăn, cô chú đâu lấy, chỉ con giữ lại đi. Dạ. Nhưng mà giữ lại bằng cách là Huy sẽ giữ lại hết. Dạ. Và Huy trong đêm diễn xong là Huy cùng với các bạn nhân viên khoảng 10 giờ. Dạ. 10 giờ 10 rưỡi các bạn nhân viên sẽ hỗ trợ Huy đi trao hết cho những, dạ, bé trong lề đường, sống lề đường giúp mọi, dạ, thứ đó hay, dạ, là số thì khó khăn mình sẽ chia sẻ hết, và nhiều khi mình phải thêm gì nữa để chia sẻ cho các bạn. Dạ. Rồi em cảm ơn anh Huy đã chia sẻ ha, đó là một thông tin cực kỳ là vui và cũng như là chia sẻ hết tất tần tật những gì mà anh Huy muốn trải lòng đến quý cô chú anh chị và các bạn để chuẩn bị cho một cái chương trình ngày 9 tháng 9 tại quán cà phê. Có những cái khó khăn mong cô chú anh chị mình thông cảm, có những cái mà cô chú anh chị mình nếu mà có gì sơ suất thì mong là cô chú anh chị mình bỏ qua. Dạ. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình ở một cái video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà mình. Rồi anh Huy có lời nào cảm ơn cô chú hay là chào cô chú anh ạ? Huy rất là vui là lúc nào cũng được sự yêu thương và đồng hành của tất cả quý khán giả từ đầu tới giờ. Thật sự là khi mình lên một poster này rất là nhiều khán giả ở xa điện ủng hộ và điện đến đặt vé rất là nhiều, và ngay cả khán giả bên ngoài cũng điện về đó, chị về không được, chị đặt vé cho người nhà chị đi xem. Dạ. Em liên lạc với người này nè, em giao vé chị sẽ chuyển khoản cho em. Dạ. Nói chung là cảm ơn tất cả quý vị khán giả lúc nào cũng yêu thương và đồng hành với team của Huy, và hứa hẹn là đêm ngày 9 tháng 9 sẽ một chương trình rất là nhiều ý nghĩa và rất là nhiều bậc cảm xúc trong đêm tri ân đó. Cũng rất mong là tất cả quý vị khán giả đến với đêm tri ân ngày 9 tháng 9 với chủ đề là người cha thứ hai. Dạ. Thì quý vị đã yêu thương rồi, quý vị cố gắng một lần nữa, quý cũng nhắc lại quý vị nhớ là cố gắng đến sớm nhiều quý. Dạ. Để thứ nhất là chụp hình giao lưu với các anh chị em nghệ sĩ mình yêu thương, thứ hai nữa cho ban tổ chức có đủ thời gian để chuẩn bị chuẩn hòn cho quý vị tốt nhất. Khi chương trình mở màn ra thì mọi thứ nó sẽ đâu đâu đó để chương trình mình chạy một cách gọi là tốt đẹp nhất. Dạ. Thì thôi quý cũng cuối clip đầu quý cũng chúc cho tất cả các cô chú nhiều sức khỏe, lúc nào cũng gặp nhiều may mắn trong công việc, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc. Dạ, rồi em xin chào cô chú anh chị và các bạn mình ạ. À, chúng ta hẹn vào ngày 9 tháng 9 nha. Dạ, chào anh Huy. Dạ, chào anh.